Cả anh ấy và tôi đều về nước vào cuối tuần này. Cả anh ấy và tôi đều về nước vào cuối tuần này. Cả anh ấy và tôi đều về nước vào cuối tuần này. Cả anh ấy và tôi đều về nước vào cuối tuần này. Cả anh ấy và tôi đều về nước vào cuối tuần này. Cả anh ấy và tôi đều về nước vào cuối tuần này. Cả anh ấy và tôi đều về nước vào cuối tuần này. Cả anh ấy và tôi đều về nước vào cuối tuần này. Cả anh ấy và tôi đều về nước vào cuối tuần này. Cả anh ấy và tôi đều về nước vào cuối tuần này. Cả Mũi Né và Vũng Tàu đều gần thành phố Hồ Chí Minh. Cả Mũi Né và Vũng Tàu đều gần thành phố Hồ Chí Minh. Cả Mũi Né và Vũng Tàu đều gần thành phố Hồ Chí Minh. Cả Mũi Né và Vũng Tàu đều gần thành phố Hồ Chí Minh. Cả Mũi Né và Vũng Tàu đều gần thành phố Hồ Chí Minh. Cả Mũi Né và Vũng Tàu đều gần thành phố Hồ Chí Minh. Cả Mũi Né và Vũng Tàu đều gần thành phố Hồ Chí Minh. Cả Mũi Né và Vũng Tàu đều gần thành phố Hồ Chí Minh. Cả Mũi Né và Vũng Tàu đều gần thành phố Hồ Chí Minh. Cả Mũi Né và Vũng Tàu đều gần thành phố Hồ Chí Minh. Dạo này cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nóng lắm. Dạo này cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nóng lắm. Dạo này cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nóng lắm. Dạo này cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nóng lắm. Dạo này cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nóng lắm. Dạo này cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nóng lắm. Dạo này cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nóng lắm. Dạo này cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nóng lắm. Dạo này cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nóng lắm. Dạo này cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều nóng lắm. Cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều dùng đũa. Cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều dùng đũa. Cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều dùng đũa. Cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều dùng đũa. Cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều dùng đũa. Cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều dùng đũa. Cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều dùng đũa. Cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều dùng đũa. Cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều dùng đũa. Cả người Hàn Quốc và người Việt Nam đều dùng đũa. Cả khách sạn Rex và khách sạn International đều là khách sạn 5 sao. Cả khách sạn Rex và khách sạn International đều là khách sạn 5 sao. Cả khách sạn Rex và khách sạn International đều là khách sạn 5 sao. Cả khách sạn Rex và khách sạn International đều là khách sạn 5 sao. Cả khách sạn Rex và khách sạn International đều là khách sạn 5 sao. Cả khách sạn Rex và khách sạn International đều là khách sạn 5 sao. Cả khách sạn Rex và khách sạn International đều là khách sạn 5 sao. Cả khách sạn Rex và khách sạn International đều là khách sạn 5 sao. Cả khách sạn Rex và khách sạn International đều là khách sạn 5 sao. Cả khách sạn Rex và khách sạn International đều là khách sạn 5 sao.